Audio Jungle. Audio Jungle. Xin chào các bạn nhé. Trong video này mình sẽ giới thiệu với các bạn một bộ nồi đến từ thương hiệu Snow. Và đây là bộ nồi màu vàng. Thường khách hàng khi mua bộ nồi này á, thì cứ hay gọi là bộ nồi màu vàng. Nhưng mà tên chính thức của nó là bộ nồi Anox Snow model SH6634. Bộ nồi này thì thường gọi tên kỹ thuật là bộ nồi Anox. Khách thì hay gọi trong màu. Màu có đợt phân phối màu xanh gọi là màu xanh, màu đỏ. Đây là bộ nồi màu vàng, gọi thế cho dễ gọi. Và bộ nồi này nó sẽ có 3 size, là size trên cùng là size 16, size nhỡ là size 20 và size to là size 24. 3 nồi luôn ạ. Đây ạ. Đấy, 3 nồi. Size to nhất là size 24 ạ. Cái này nó thiết kế là bằng từ nhôm hợp kim. Chính vì thế mà bộ nồi này không sử dụng được trên bếp từ. Mọi người lưu ý là phải chất liệu bằng inox mới sử dụng được trên bếp từ ạ. Bộ nồi này sử dụng được trên bếp ga, bếp ở ngoại và bếp củi nữa, chứ bếp từ là không sử dụng được đâu. Một số cái website hoặc là một số kênh YouTube hoặc là cái live stream họ bán, họ cứ quảng cáo là sử dụng được trên bếp từ. Chính vì thế mà rất nhiều người mua về xong bắt đầu không dùng được. Nhưng mà bên mình bán thì tư vấn thật luôn là bộ nồi này chỉ sử dụng được trên bếp ga, bếp ở ngoại và bếp củi thôi, vì nó làm bằng nhôm hợp kim. Mọi người lưu ý là với bộ nồi Anox của Snow này thì nó cực kỳ bền màu. Cái màu vàng này thì mọi người dùng hàng chục năm sau, cái màu vàng này nó vẫn là màu vàng này, chứ nó không bị mất màu. Mọi người mua thì lo lắng là sau khoảng một thời gian dùng liệu là cái màu này nó thành màu trắng không. Thì mình đảm bảo vì gia đình mình đang sử dụng một cái bộ này hình như là 7 năm rồi mà nó vẫn còn màu vàng, nhưng mà nó chuyển thành màu vàng bẩn hơn một chút vì dùng cũ, chất chát nó cũ, chứ không bị mất màu. Và đây là bằng nhôm hợp kim, cầm khá là chắc chắn. Nó thiết kế là hai bên tay này là hai bên tay cầm cách nhiệt nhé. Và cái hàng chính hãng thì nó sẽ có cái đặc điểm nhận dạng như sau. Hàng nhái cũng có ở ngoài, nhưng mà nó sẽ mỗi một nhà nhập thì nó sẽ khác khác một chút. Nhưng hàng chính hãng nó chỉ có một cách duy nhất để nhận dạng, và nó chỉ có sản xuất có một cách duy nhất thôi. Cái model này thì nó bắt buộc nó phải như thế này. Model khác thì không nói, nhưng riêng model mà có nồi màu vàng mà model là 6634 này, SH6634 này, thì bắt buộc nó phải như sau. Thứ nhất là trên vung nồi. Vung nồi mọi người thấy là ở vung nồi nó sẽ có cái dòng chữ Snow. Đây ạ, họ sơn lên đây và chúng ta sờ đây sẽ thấy nó gờ nổi lên. Và trên này nó có cái tay cầm cách nhiệt, đây tay núm cầm ở trên cái vung này là cách nhiệt, và kính là kính cường lực. Và đặc biệt cái kính này không vỡ nhá. Nó vẫn vỡ nhưng mà gần như là rất ít vỡ. Đây ạ. Đây ạ. Thử đây. Đây là cái vung kính này. Đấy, cũng không vỡ đâu. Không vỡ là đảm bảo luôn. Đấy, chúng ta vung kính như thế thôi, chứ chúng ta không phải thiết để trên cao ném này làm gì. Nó không vỡ nhưng có thể nó sẽ méo cái phần inox này. Đây, mình sẽ thử như này thôi. Và thấy là cũng rất là bền rồi. Và đây là cái phần nhận diện tiếp theo. Đó chính là ở bên tay cầm cách nhiệt này. Hai bên tay cầm cách nhiệt ở cái khu vực chữ này ạ. Chỗ này nó cũng có chữ Snow, đây có chữ Snow. Và bên này cũng có chữ Snow. Tay cầm cách nhiệt có chữ Snow, vung cũng có chữ Snow. Và phần đít nồi nó cũng có chữ Snow. Đây. Không biết là trong máy thì có nhìn rõ không, nhưng đây ạ, chỗ này nó sẽ có cái logo của Snow đấy ạ. Thế là có 3 vị trí có logo của Snow. Bên mình bán thì đảm bảo với mọi người là chính xác là hàng chính hãng của Snow. Vì bên mình là bên siêu thị điện máy, nên là muốn cung cấp cho mọi người với những sản phẩm chính hãng, giá thành tốt nhất. Trong video này thì mình sẽ không nhắc tới giá bán của bộ nồi này, bởi vì khi các bạn xem video này có thể giá bán đã thay đổi. Chính vì thế để tham khảo giá bán chính xác nhất, các bạn có hai cách. Một là tham khảo vào website của bên mình, tại website là zanga.vn. Hoặc mọi người có thể gọi điện cho mình, hoặc là nhắn tin tới số Zalo của mình là 0972888444 để được đặt hàng. Và khi mọi người nhận hàng từ bên mình mua qua online thì mọi người được quyền kiểm tra, bóc ra kiểm tra hàng đúng như thế này thì mới phải thanh toán, đảm bảo việc mua hàng online ạ. Bóc ra kiểm tra đúng như thế này, không móp méo, không vỡ và đúng hàng như trên line. Và khi mua online của bên mình thì mọi người hoàn toàn yên tâm, bởi vì hàng mang đến nhà các bạn ship mang đến vào nhà các bạn có thể bóc hàng ra kiểm tra xem đúng như trên line này, đúng như cái ông này đang nói này, đúng màu vàng, đúng có chữ dập này, vùng có chữ Snow, đít nồi có chữ Snow, đúng hàng như trên video này thì bạn mới phải thanh toán ạ. Đảm bảo cho việc mà các bạn mua hàng thì sẽ mua được hàng chính hãng, chuẩn chỉ, đúng như quảng cáo ạ. Cảm ơn các bạn đã xem video này ạ. Xin chào các bạn nhé. Trong video này mình sẽ giới thiệu với các bạn một bộ nồi đến từ thương hiệu Snow. Và đây là bộ nồi màu vàng. Thường khách hàng khi mua bộ nồi này á, thì cứ hay gọi là bộ nồi màu vàng. Nhưng mà tên chính thức của nó là bộ nồi Anox Snow model SH6634. Bộ nồi này thì thường gọi tên kỹ thuật là bộ nồi Anox. Khách thì hay gọi trong màu. Màu có đợt phân phối màu xanh gọi là màu xanh, màu đỏ. Đây là bộ nồi màu vàng, gọi thế cho dễ gọi. Và bộ nồi này nó sẽ có 3 size. Size trên cùng là size 16,
size nhỡ là size 20 và size to là size 24. Ba nồi luôn ạ. Đây ạ. Đấy, ba nồi. Size to nhất là size 24. Cái này nó thiết kế là bằng từ nhôm hợp kim. Chính vì thế mà bộ nồi này không sử dụng được trên bếp từ. Mọi người lưu ý là phải chất liệu bằng inox mới sử dụng được trên bếp từ ạ. Bộ nồi này sử dụng được trên bếp ga, bếp ở ngoại và bếp củi nữa, chứ bếp từ là không sử dụng được đâu. Một số cái website hoặc là một số kênh YouTube hoặc là cái livestream họ bán, họ cứ quảng cáo là sử dụng được trên bếp từ. Chính vì thế mà rất nhiều người mua về xong bắt đầu không dùng được. Nhưng mà bên mình bán thì tư vấn thật luôn là bộ nồi này chỉ sử dụng được trên bếp ga, bếp ở ngoại và bếp củi thôi, vì nó làm bằng nhôm hợp kim. Mọi người lưu ý là với bộ nồi Anoc của Sanao này thì nó cực kỳ bền màu. Cái màu vàng này thì mọi người dùng hàng chục năm sau, cái màu vàng này nó vẫn là màu vàng này, chứ nó không bị mất màu. Mọi người mua thì lo lắng là sau khoảng một thời gian dùng liệu là cái màu này nó thay màu trắng không. Thì mình đảm bảo vì gia đình mình đang sử dụng một cái bộ này hình như là 7 năm rồi. 7 năm rồi mà nó vẫn còn màu vàng, nhưng mà nó chuyển thành màu vàng bẩn hơn một chút vì dùng cũ, chất chát mà cũ, chứ không bị mất màu. Và đây là bằng nhôm hợp kim, cầm khá là chắc chắn. Nó thiết kế là hai bên tay này là hai bên tay cầm cách nhiệt nhé. Và cái hàng chính hãng thì nó sẽ có cái đặc điểm nhận dạng như sau. Hàng nhái cũng có ở ngoài, nhưng mà nó sẽ mỗi một nhà nhập thì nó sẽ khác khác một chút. Nhưng hàng chính hãng nó chỉ có một cách duy nhất để nhận dạng, và nó chỉ có sản xuất có một cách duy nhất thôi. Cái model này thì nó bắt buộc nó phải như thế này. Model khác thì không nói, nhưng riêng model mà có nồi màu vàng mà model là 6634 này, NH6634 này, thì bắt buộc nó phải như sau. Thứ nhất là trên vung nồi. Vung nồi mọi người thấy là ở vung nồi nó sẽ có cái dòng chữ Sanao. Đây ạ, họ sơn lên đây và chúng ta sờ đây sẽ thấy nó gờ gờ nổi lên. Và trên này nó có cái tay cầm cách nhiệt, đây tay núm cầm ở trên cái vung này là cách nhiệt, và kính là kính cường lực. Và đặc biệt cái kính này không vỡ nhá. Nó vẫn vỡ nhưng mà gần như là rất ít vỡ. Đây ạ. Đây ạ. Thử đây. Đây là cái vung kính này. Đấy, cũng không vỡ đâu. Không vỡ là đảm bảo luôn. Đấy, chúng ta vung kính thì thôi, chứ chúng ta không phải thiết để trên cao ném này làm gì. Nó không vỡ nhưng có thể nó sẽ méo cái phần inox này. Đây, mình sẽ thử như này thôi. Và thấy là cũng rất là bền rồi. Và đây là cái phần nhận diện tiếp theo. Đó chính là ở bên tay cầm cách nhiệt này. Hai bên tay cầm cách nhiệt ở cái khu vực chữ này ạ. Chỗ này nó cũng có chữ Sanao, đây có chữ Sanao. Và bên này cũng có chữ Sanao. Tay cầm cách nhiệt có chữ Sanao, vung cũng có chữ Sanao. Và phần đít nồi nó cũng có chữ Sanao. Đây. Trong, không biết là trong máy thì có nhìn rõ không, nhưng đây ạ, chỗ này nó sẽ có cái logo của Sanao đấy ạ. Thế là có 3 vị trí có logo của Sanao. Bên mình bán thì đảm bảo với mọi người là chính xác là hàng chính hãng của Sanao. Vì bên mình là bên siêu thị điện máy, nên là muốn cung cấp cho mọi người với những sản phẩm chính hãng, giá thành tốt nhất. Trong video này thì mình sẽ không nhắc tới giá bán của bộ nồi này, bởi vì khi các bạn xem video này có thể giá bán đã thay đổi ấy. Chính vì thế để tham khảo giá bán chính xác nhất, các bạn có hai cách. Một là tham khảo vào website của bên mình, tại website là zanga.vn. Hoặc mọi người có thể gọi điện cho mình, hoặc là nhắn tin tới số Zalo của mình là 0972888444 để được đặt hàng. Và khi mọi người nhận hàng từ bên mình mua qua online thì mọi người được quyền kiểm tra, bóc ra kiểm tra hàng đúng như thế này thì mới phải thanh toán, đảm bảo việc mua hàng online ạ. Bóc ra kiểm tra đúng như thế này, không móp méo, không vỡ và đúng hàng như trên line. Và khi mua online của bên mình thì mọi người hoàn toàn yên tâm, bởi vì hàng mang đến nhà các bạn ship mang đến vào nhà các bạn có thể bóc hàng ra kiểm tra xem đúng như trên line này, đúng như cái ông này đang nói này, đúng màu vàng, đúng có chữ dập này, vùng có chữ Sanao, đít nổi có chữ Sanao, đúng hàng như trên video này thì bạn mới phải thanh toán ạ. Đảm bảo cho việc mà các bạn mua hàng thì sẽ mua được hàng chính hãng, chuẩn chỉ đúng như quảng cáo ạ. Cảm ơn các bạn đã xem video này ạ. Xin chào các bạn nhé. Trong video này mình sẽ giới thiệu với các bạn một bộ nồi đến từ thương hiệu Sanao. Và đây là bộ nồi màu vàng. Thường khách hàng khi mua bộ nồi này thì cứ hay gọi là bộ nồi màu vàng. Nhưng mà tên chính thức của nó là bộ nồi Anoc Sanao, model NH6634. Bộ nồi này thì thường gọi tên kỹ thuật là bộ nồi Anoc. Khách thì hay gọi trong màu có đợt phân phối màu xanh, gọi là màu xanh, màu đỏ. Đây là bộ nồi màu vàng, gọi thế cho dễ gọi. Và bộ nồi này nó sẽ có 3 size. Và size trên cùng là size 16, size nhỡ là size 20 và size to là size 24. Ba nồi luôn ạ. Đây ạ. Đấy, ba nồi. Size to nhất là size 24. Cái này nó thiết kế là bằng từ nhôm hợp kim. Chính vì thế mà bộ nồi này không sử dụng được trên bếp từ. Mọi người lưu ý là phải chất liệu bằng inox mới sử dụng được trên bếp từ ạ. Bộ nồi này sử dụng được trên bếp ga, bếp ở ngoại và bếp củi nữa, chứ bếp từ là không sử dụng được đâu. Một số cái website hoặc là một số kênh YouTube hoặc là cái livestream họ bán, họ cứ quảng cáo là sử dụng được trên bếp từ. Chính vì thế mà rất nhiều người mua về xong bắt đầu không dùng được.
Nhưng mà bên mình bán thì tư vấn thật luôn là bộ nồi này chỉ sử dụng được trên bếp ga, bếp hồng ngoại và bếp củi thôi, vì nó làm bằng nhôm hợp kim. Mọi người lưu ý là với bộ nồi Anoc của Sanao này thì nó cực kỳ bền màu. Cái màu vàng này thì mọi người dùng hàng chục năm sau, cái màu vàng này nó vẫn là màu vàng này, chứ nó không bị mất màu. Mọi người mua thì lo lắng là sau khoảng một thời gian dùng liệu là cái màu này nó thay màu trắng không. Thì mình đảm bảo vì gia đình mình đang sử dụng một cái bộ này hình như là 7 năm rồi. 7 năm rồi mà nó vẫn còn màu vàng, nhưng mà nó chuyển thành màu vàng bẩn hơn một chút vì dùng cũ, chất chát nó cũ, chứ không bị mất màu. Và đây là bằng nhôm hợp kim, cầm khá là chắc chắn. Nó thiết kế là hai bên tay này là hai bên tay cầm cách nhiệt nhé. Và cái hàng chính hãng thì nó sẽ có cái đặc điểm nhận dạng như sau. Hàng nhái cũng có ở ngoài, nhưng mà nó sẽ mỗi một nhà nhập thì nó sẽ khác khác một chút. Nhưng hàng chính hãng nó chỉ có một cách duy nhất để nhận dạng, và nó chỉ có sản xuất có một cách duy nhất thôi. Cái model này thì nó bắt buộc nó phải như thế này. Model khác thì không nói, nhưng riêng model mà có nồi màu vàng mà model là 6634 này, NH6634 này thì bắt buộc nó phải như sau. Thứ nhất là trên vung nồi. Vung nồi mọi người thấy là ở vung nồi nó sẽ có cái dòng chữ Sanao. Đấy, họ sơn lên đây và chúng ta sờ đây sẽ thấy nó gờ gờ nổi lên. Và trên này nó có cái tay cầm cách nhiệt, đây tay núm cầm ở trên cái vung này là cách nhiệt, và kính là kính cường lực. Và đặc biệt cái kính này không vỡ nhá. Nó vẫn vỡ nhưng mà gần như là rất ít vỡ. Đấy ạ. Đấy, thử đây. Đây là cái vung kính này. Đấy, cũng không vỡ đâu. Không vỡ là đảm bảo luôn. Đấy, chúng ta vung kính thì thôi, chứ chúng ta không phải thiết để trên cao ném này làm gì. Nó không vỡ nhưng có thể nó sẽ méo cái phần inox này. Đây mình sẽ thử như này thôi. Và thấy là cũng rất là bền rồi. Và đây là cái phần nhận diện tiếp theo. Đó chính là ở bên tay cầm cách nhiệt này. Hai bên tay cầm cách nhiệt ở cái khu vực chữ này á, chỗ này nó cũng có chữ Sanao, đây có chữ Sanao. Và bên này cũng có chữ Sanao. Tay cầm cách nhiệt có chữ Sanao, vung cũng có chữ Sanao, và phần đít nồi nó cũng có chữ Sanao. Đây. Trong, không biết là trong máy thì có nhìn rõ không, nhưng đây ạ, chỗ này nó sẽ có cái logo của Sanao đấy ạ. Thế là có 3 vị trí có logo của Sanao. Bên mình bán thì đảm bảo với mọi người là chính xác là hàng chính hãng của Sanao. Vì bên mình là bên siêu thị điện máy, nên là muốn cung cấp cho mọi người với những sản phẩm chính hãng, giá thành tốt nhất. Trong video này thì mình sẽ không nhắc tới giá bán của bộ nồi này, bởi vì khi các bạn xem video này có thể giá bán đã thay đổi ấy. Chính vì thế để tham khảo giá bán chính xác nhất, các bạn có hai cách. Một là tham khảo vào website của bên mình, tại website là zanga.vn, hoặc mọi người có thể gọi điện cho mình, hoặc là nhắn tin tới số Zalo của mình là 0972888444 để được đặt hàng. Và khi mọi người nhận hàng từ bên mình mua qua online thì mọi người được quyền kiểm tra, bóc ra kiểm tra hàng đúng như thế này thì mới phải thanh toán, đảm bảo việc mua hàng online ạ. Bóc ra kiểm tra đúng như thế này, không móp méo, không vỡ và đúng hàng như trên line. Và khi mua online của bên mình thì mọi người hoàn toàn yên tâm, bởi vì hàng mang đến nhà của các bạn, ship mang đến vào nhà các bạn có thể bóc hàng ra, kiểm tra xem đúng như trên line này, đúng như cái ông này đang nói này, đúng màu vàng, đúng có chữ dập này, vùng có chữ Sanao, đít nổi có chữ Sanao, đúng hàng như trên video này thì bạn mới phải thanh toán ạ. Đảm bảo cho việc mà các bạn mua hàng thì sẽ mua được hàng chính hãng, chuẩn chỉ đúng như quảng cáo ạ. Cảm ơn các bạn đã xem video này ạ.